Hôm nay quét rác nhá. Cả cái vùng đất này đều là những cái khu du lịch, khu nghỉ mát. Ở phía bên kia là cái rừng thông này, bên dưới tán cây nhìn rất là thoáng đãng. Ôi cái bàn đá này có vẻ không sạch mới nhỉ? Ôi được rồi, họ vừa chỉnh sửa. À, lại như cái bàn xoay ở Tây Nguyên kia, Việt Nam kia. Cứ tay sờ vào nó tự động xoay. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay ba anh em đi dọn một cái khu vườn, gọi là khu du lịch kia mọi người. Đây, cái vườn này là vườn hoa nhé, nó chưa mọc hoa. Đây, hai anh em đang dọn. Cái khu này là khu du lịch. Nay mình phải ra đây vệ sinh sạch sẽ để cho du khách ra đây tham quan. Đấy, dọn sạch sẽ. Hôm nay quét rác nhá. Đi hái ớt chán xong bây giờ là chuyển nghề. Đây được rồi. Ở Hàn Quốc thì những cái công việc chính hết thì mình sẽ làm những cái công việc như này. Như ngoài hái ớt rồi là chăm sóc một số cây trồng thì ngoài những cái đấy mình có thể đi dọn dẹp. Dọn dẹp nhà ở, dọn dẹp khu vườn, vân vân, nhiều việc lắm. Chứ không phải chỉ mỗi việc làm nông. Ôi, mệt quá. Tại nhà em dọn được một nửa. Phải cạo mấy cái cỏ này, gom lại, gì nữa múc lên xe. Còn đá thì để riêng ra. Có vẻ đơn giản nhưng mà làm cũng không đơn giản. Làm tí nước. Ok, giờ anh em sẽ ăn cơm trưa. Bây giờ tìm địa điểm nào ngồi cho nó thích hợp nào. Hay dưới kia? Dưới kia nhá. Ở đây sợ tí mấy em Hàn lên lại ngại. Làm sách. Ok. Cắt chờ, đi bên này anh đường. Anh em quyết định xuống dưới bờ ao ăn cơm. Cái khu du lịch này, khu sinh thái này rất là đẹp này. Cái này là ghế. Ôi dồi ôi, ngồi đây mà ngắm nhở. Thử xem nào. Ui, quá hay. Ao này có cá không? Ở dưới này họ trồng cái hoa gì rất đẹp này. Hai bên đường này trồng những cái loại cây, cây gì bé xíu. Ôi rất là đẹp luôn. Cả cái vùng đất này đều là những cái khu du lịch, khu nghỉ mát. Ở phía bên kia là cái rừng thông này, bên dưới tán cây nhìn rất là thoáng đãng. Ôi cái bàn đá này có vẻ không sạch mới nhỉ? Ôi được rồi, họ vừa chỉnh sửa. À, lại như cái bàn xoay ở Tây Nguyên kia, Việt Nam kia. Cứ tay sờ vào nó tự động xoay. Ngồi đâu được. Ui cái ao này nhìn nước trong xanh trong veo luôn này. Ở phía bên kia có mấy cái ngồi, mấy cái như kiểu trong trống à, võng. Cái này là để cho du khách check in chụp ảnh về cái mùa hoa nở ấy, rất đẹp này. Nhìn chỗ nào cũng đẹp luôn, khu nào ra khu đấy.
Ôi, anh em bắt đầu ăn cơm thôi. Chiến đấu. Em nước em. Nước rồi. Cà heo uống. Chiến đấu đi. Mình có cái bàn đá nhìn rất là xịn sò này. Giá như mà lau sạch hơn nữa thì thế được rồi. Thì còn lâu anh em mình mới được ngồi đây ăn. Chào. Đẹp hết. Hảo như hảo. Ăn cơm phải thả mũ ra chứ nhỉ. Ăn nhau nha siêu. Tây là hảo. Cơm nhiều thế anh ơi. Cơm đây, mời mọi người ăn cơm nhá. Cài đi đây. Đi. Xếp đi. Uống đi. Thôi mời à, mời anh em ăn cơm nhá. Không dám. Lao động thời vụ. Mình không dám nhận là Việt kiều. Đúng không công. Ok ăn cơm thôi. Mời cả nhà. Ok chiều nay anh em sẽ bắt đầu đi tiếp tục cái công việc của sáng nay. Vừa mới nghỉ trưa xong. Đây toàn bộ cái vườn hoa này này. Nó như kiểu là hoa tam giác mạch nhỉ, không phải đâu nhưng mà tựa như thế. Ui, mình thấy khu này rất đẹp này, cái đường vào ấy. Có hàng cây thông cổ thụ này. Nhìn rất đẹp, mát mẻ. Đẹp đấy nhở. Quá đẹp. Thế ông chủ lái xe rác xuống rồi, che chở mấy cái rác mà anh em gom chở đi vứt cái nơi bãi rác. Ui đẹp lắm này, nhìn từ dưới này lên. Ok bắt đầu đi làm thôi. Ok đừng nghỉ giải lao nhé mọi người, nghỉ giải lao buổi chiều đấy. Người nhà của ông chủ mang quả đào lên, thế là ba anh em mang xuống dưới suối để rửa xong lại lên trên ăn. Đào tiên đấy. Con suối không bây giờ. Con suối đẹp thế. Cá chạy lên đầu nguồn hết rồi. Này trong veo nhìn thấy cả con cá bỗng. Làm gì có cá bỗng. Còn đẹp quá nhở. Đây cái khu này có khu nghỉ mát là hợp lý đấy. Được cả thế này luôn này. Quả đào hay quả ấy? Quả đào hay quả táo? Quả đào hết rồi. Đào tiên. Để đi hái hơn tháng rồi mà suýt không nhận ra nhỉ. Quả đào gọi là gì đây nhỉ? Búc sung à. Búc sung à. Thêm chữ A vào. Búc sung à chúa. Đào tốt. Đây này, cái lông này này em bị dị ứng suốt này. Không phải đùa đâu. Không phải dị ứng mà là ngứa thôi. Ngứa kinh khủng. Ngứa vào tận bên trong mắt luôn. Em đi hái nhá. Mỗi khi hái là kể cả ngứa tai hay là mặt không được gái. Muốn gái phải tháo găng tay ra. Ôi được ông chủ biếu cái. Không phải biếu mà là gọi là gì. Cho ăn. Có quả ngon, có quả không ngon. Ôi, chiều nay này ngon thì còn mỗi cái nịt. Đấy. Còn mấy cái nịt. Nho xanh. Còn mấy cái nịt. Còn cái nịt thì vạt nốt. Đây, chiều nay anh em đã dọn sắp xong. Còn cái đoạn bên kia. Đây là ông chủ sửa lại cái đường đi, đào rãnh xung quanh vườn. Sau này cái chỗ này sẽ là nơi để đi bộ và check in chụp ảnh cái vườn hoa này. Ok anh em tiếp tục làm này. Tiếp tục dọn cái đoạn này. Để cho mấy nữa là có du khách ra đây ngắm hoa và đi bộ xung quanh cái vườn này.
dọn được một đoạn nhìn cũng sạch sẽ. Cây hoa này đã có nụ nhá, nó chuẩn bị nở hoa. Hoa vào lúc giữa mùa thu thì nhìn rất đẹp. Cây hoa này này, có cái nó nở thành bông này. Nghe tiếp tục thôi. Ok, như vậy anh em đã xong công việc của ngày hôm nay nha mọi người. Thế bây giờ sẽ đi báo ông chủ và di chuyển về nơi ở thôi. Cái này làm cái gì? Đâu, em không thấy thôi. Đó. Cái này mà. Cái này cỏ dại à? Cái cỏ này mà. Nó giống nhau thế? Thì đấy, anh bảo cây ở cây này đấy. Ừ. Anh nhỏ đi thôi. Cây hoa đẹp quá để lại. Không nhận biết được. Thôi đi về thôi. Hoa đẹp thế. Anh em làm xong dọn dẹp xung quanh thế là còn thời gian ra đây nhổ cỏ dại ở trong cái vườn hoa này. Để xong hết giờ rồi bây giờ sẽ đi về thôi. Đây là cái cảnh mà mặt trời chuẩn bị lên nhé mọi người. Hôm nay anh em tiếp tục ngày thứ hai thì mình thấy vừa mới lên đã thấy rất đẹp rồi. Nếu như mà buổi sáng mà ra đây săn cái cảnh bình minh thì quá là tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Đây, ông anh đang đi đổ rác. Nay có hai anh em thôi, một anh thì đi làm việc khác rồi. Đây cầm mối hai anh em, khả năng là hôm nay sẽ hoàn thiện công việc nó sẽ muộn hơn, chậm hơn so với ngày hôm qua. Thì nay bớt thêm một người mà. Ôi, cảnh quá là đẹp luôn chứ. Mùa thu buổi sáng có cái cảm giác là se se lạnh. Ra đây chụp ảnh quá là hợp lý. Ok, tiếp tục công việc của ngày hôm nay thôi. Ok, hai anh em tiếp tục làm nha mọi người. Ông anh là tự lái xe của ông chủ, lái ở trong vườn. Giờ hai người sẽ đi xuống sửa cái đường, đi một cái vườn bên cạnh vườn to này. Cảnh rất đẹp luôn. Đây đang đầu thu, lá cây có vẻ nó đã có một chút màu vàng vàng. Đấy cái vườn hoa này, đẹp chưa? Đấy mà ra đây săn ánh bình minh quá là hay. Đây có cái lối vào này, hàng thông đẹp. Hôm nay ngày thứ hai, khá là mệt mỏi. Mai chắc đi làm chỗ khác. Đây bên dưới này cũng có cái vườn hoa. Sáng hôm qua là bốn anh em dọn. Đây dọn xong mấy cái bờ bên ngoài này, sạch sẽ. Đấy, bây giờ anh em sẽ xuống cái mép bên cạnh bờ suối, làm cái con đường dẫn tới một cái vườn ở bên kia. Đây một đống đồ bên kia kìa. Chưa ra. Giật cắm ấy. Ok, đem đồ đạc xuống. Anh em tiếp tục dọn cái đường này sang vườn bên kia. Ok, bắt đầu. Anh em giải đám mạt lên mặt đường. Thì tuy nhiên mình biến thành cái con xe lu đi giải cấp phối cho mặt đường này. Ai u, đói quá rồi mọi người ơi. Đi giải đám mạt lên mặt đường. Cái đoạn này là đi bộ thôi nhưng mà cũng phải giải đám mạt. Ok, tiếp tục cái rồi. Ok, anh em sẽ ăn trưa.
Hôm nay thì không ăn trưa ở dưới cái đá rồi, nay ăn ở trong cái chòi này. Ôi, anh em bây giờ di chuyển lên trên này mọi người ạ. Xong cái vườn ở dưới rồi, anh em sẽ lên trên này có thể là nhổ cỏ cái vườn hoa này. Đấy, mọi người có thể thấy hoa rất đẹp luôn này. Ôi trời, hoa đẹp quá. Thì sáng nay mình có thấy ông chủ dùng cái máy chụp ảnh Canon ấy. Ông chụp từ xa, ông zoom mà nhìn, ôi trời ơi, đẹp lắm. Chụp từng cái bông một, cực kỳ là đẹp. Nghe hoa gì nhỉ? Trời, đúng là cái địa điểm để cho ai đó đang có nhu cầu để làm những cái ảnh kỷ yếu cho mùa thu này, rất là thích hợp luôn. Chắc công việc tiếp theo của anh em là sẽ nhổ cỏ rồi, cỏ rất rậm này. Ôi cực kỳ là đẹp. Thật giữa tháng 9 rồi nhưng mà buổi trưa cũng khá là nắng. Ok, đi hỏi ông chủ xem làm gì. Ok, như vậy là hết giờ làm. Bây giờ mình lên trên này xem ông chủ chụp ảnh lúc hoàng hôn. Đây, ông chủ đang định cài đặt máy sẵn để cho mình thử máy mà. À. Bây giờ mình sẽ tới ngắm đi. Máy xem. Thôi mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thiếu hay bổ ích thì mọi người hãy đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.